Xin chào các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một cái câu mà một số học trò đã hỏi thầy. Đó là cái câu hình học như sau. Cho cái khối chóp SABC mà có SA nó vuông góc với đáy. Và cái đáy của nó là một cái tam giác mà nó có AB bằng A, AC bằng 2A và cái góc BAC bằng 120 độ. Gọi MN lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Biết góc giữa hai mặt phẳng AMN và ABC bằng 60 độ thì thể tích của khối chóp S ABC bằng bao nhiêu? Thì đối với bài này đó thì ở đây là nó cho cái tam giác ABC đó là nó cho hai cạnh vào cái góc giữa hai cạnh thì mình tính được cái diện tích của tam giác ABC, có nghĩa là mình tính được cái diện tích của cái đa giác đáy của hình chóp này. Còn lại là cái SA, mình phải đi tìm cái SA nữa thì mình mới tính được cái thể tích của cái khối chóp này. Đó, thì để tìm cái SA thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng AMN. Trong cái hình vẽ này thì thầy chưa có ký hiệu vuông góc nhưng mà chúng ta ngầm hiểu đây là SH này nó vuông góc với mặt phẳng AMN. Thì như vậy thì cái góc giữa mặt phẳng AMN và mặt phẳng ABC chính là góc giữa SH và SA. Đấy. Một lát chúng ta sẽ sử dụng kết quả này. Đấy. Thì chúng ta gọi H là hình chiếu của S lên cái mặt phẳng AMN và gọi Y là giao điểm của cái SH và cái mặt phẳng ABC. Như vậy thì Y nó sẽ nằm ở trên cái mặt phẳng ABC này. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ được cái tam giác A SAI là tam giác vuông tại A. Đấy không? Và ở đây nó có AH là đường cao. Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải phải tìm SA. Phải nhắc lại là chúng ta phải tìm SA. Mà muốn muốn tìm được SA đi thì chúng ta phải tìm SI. Tại sao? Bởi vì góc giữa hai mặt phẳng AMN và mặt phẳng góc giữa hai mặt phẳng AMN và ABC nó bằng 60 độ. Mà góc giữa hai mặt phẳng này nó chính là góc giữa SA và SI. Đấy, tức là cái góc ASI này bằng 60 nè. Đó. Cho nên là nếu như mình tính được AI mình sẽ tính được SA. Đấy. Thì chúng ta sẽ tính AI như thế này. Thì ở đây đó thì khi mà mình kẻ thêm cái đường SI này đó, thì mình phải nhận xét là cái thằng AM đó là nó vuông góc với SBI. Tức là chúng ta có SI á thì nó vuông góc với cái SI này, nó vuông góc với một phẳng AMN, có nghĩa là nó vuông góc với AM. Mà AM á thì nó đã vuông góc với SB rồi. AM nó vuông góc với SB rồi. Thấy không? Thì do cái M là hình chiếu của A lên SB mà. Đấy. Cho nên là AM nó vuông góc với SB nè, AM vuông góc với SI. Cho nên là mình sẽ có AM nó vuông góc với cái mặt phẳng SBI. Mà AM vuông góc với mặt phẳng SBI á thì có nghĩa là AM vuông với BI. Thì mình sẽ suy ra được AM vuông BI. Mà BI nó vuông với SA sẵn rồi. Tại vì SA là nó vuông với cái mặt phẳng ABC mà BI nó nằm trên mặt phẳng ABC. Cho nên BI nó cũng vuông góc với SA luôn. Như vậy á thì cái BI nó vừa vuông góc với SA mà nó vừa vuông góc với AM. Nên là cái BI nó vuông góc với mặt phẳng SAB. Mà BI nó vuông với mặt phẳng SAB thì suy ra là cái BI nó phải vuông góc với AB. Đấy, thì đây thầy ký hiệu góc vuông chỗ này. BI nó vuông với AB. Và chứng minh tương tự thì mình cũng sẽ được cái CI nó vuông góc với AC. CI nó vuông góc với AC. Do đó cái tứ giác là ABIC đó là tứ giác nội tiếp. Thì mình nhớ là cái kiến thức lớp 9 đó là tứ giác mà nó có tổng hai góc đối bằng 180 thì nó là tứ giác nội tiếp.
Và đặc biệt cái tứ giác nội tiếp này đó là nó nội tiếp ở trong cái đường tròn đường kính AI luôn. Tại sao? Tại vì á, là cái đỉnh B này á, là nó nhìn AI với một góc vuông. Điểm B này nhìn AI một góc vuông và C này nó cũng nhìn AI một góc vuông. Cho nên là cái đường tròn đường kính AI đó chính là cái đường tròn ngoại tiếp của cái tứ giác ABIC này. ABIC này. Mà cái đường tròn đó đó cũng chính là cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đấy. Thì bây giờ nếu mà mình đặt AI bằng 2R, tức là R là cái bán kính của đường tròn đó, thì chúng ta sẽ tìm R hoặc là tìm AI. Thì đó là dựa vào định lý hàm sin đó, mình để ý là dựa vào định lý hàm sin thì mình có thể tìm được cái 2R đó. 2R thì nó sẽ bằng là cái đường thằng BC này chia cho sin gốc A. Đấy không? Cho nên trước tiên mình sẽ tính BC. Mà muốn tính BC á, thì theo cái tính BC á, mà theo cái định lý hàm hàm cosin đó thì mình sẽ tính BC như thế này. Đấy, tức là BC bình phương nó bằng AB bình phương cộng AC bình phương trừ 2 lần AB nhân AC nhân cos của góc BAC. Tức là ở đây mình sẽ tính được BC bình phương bằng 7A. 7A bình. Từ đó suy ra BC nó bằng A căn 7. Và do đó khi mà mình sử dụng định lý hàm sin đó trong cái tam giác ABC này thì theo định lý hàm sin đó thì cái BC này nè, cái cạnh BC mà chia cho sin của góc A thì nó sẽ bằng 2R. Mà 2R lúc nãy mình đặt bằng AI và mình sẽ thế vô mình sẽ tính được là AI. Nhưng mà cái tam giác SAI đó là nó có cái góc S là 60. Góc S là 60 độ, còn cái A là góc vuông. Đấy. Là SAI bằng 60 thì mình giải thích là do cái góc giữa hai mặt phẳng để nó cho góc giữa hai mặt phẳng này bằng 60 nè. Mà góc giữa hai mặt phẳng nó chính là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc giữa hai mặt phẳng đó. Nó chính là góc giữa SI và SA. Và góc giữa SI và SA nó chính là góc ASI. ASI nó sẽ bằng 60. Và do đó tam giác SAI nó vuông tại A và có góc 60 độ, cho nên là SA mình sẽ tính được AI và tăng 60. Vậy thì ở đây mình sẽ có là AI mà chia cho SI đó. AI mà chia cho SA đó là nó sẽ bằng tăng 60. Không? Cho nên là SA nó sẽ bằng AI chia tăng 60 lại và do đó mình sẽ tính được cái AI bằng bằng 2 2A căn 7 chia cho 3. Ở đây nó chia cho căn 3 rồi chia thêm căn 3 nữa, thấy không? Đấy. Thì như vậy thì mình đã tính được SA. Bây giờ mình còn tính được cái diện tích của tam giác ABC. Thì ở đây mình sẽ tính diện tích tam giác ABC theo cái công thức là tích hai cạnh kề 1 phần 2 tích hai cạnh kề nhân sin của góc giữa hai cạnh đó. Thấy không? Thì ở đây mình sẽ lấy AB nè. AB nhân AC nhân sin của góc BAC và nhân cho 1 phần 2 nữa thì cái diện tích của tam giác ABC nó sẽ thành là A bình phương căn 3 chia 2. Và do đó mình sẽ áp dụng cái công thức tính thể tích của hình chóp thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy là diện tích tam giác ABC đó, chiều cao là SA. Thì mình sẽ được cái kết quả là A mũ 3 căn 21 phần 9. Không? Do đó đây mình sẽ chọn chọn phương án là phương án D. Phương án D này A mũ 3 căn 21 phần 9. Ở trên đây thì vừa hướng dẫn cho các em giải cái câu 50 mà một số bạn đã hỏi thầy. Xin chào các em.